Xúc động hình ảnh buổi tựu trường 5 tháng 9, các em nhỏ vùng sâu vùng xa, những hình ảnh ngày lễ tựu trường 5 tháng 9 với cờ, hoa, quần áo mới và những gương mặt vui cười vì được gặp lại bạn bè. Có lẽ không xa lạ với chúng ta, những người ở nông thôn, thành thị. Nhưng chúng ta đâu biết được, ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này có những hình ảnh vô cùng xúc động về buổi lễ khai giảng thiêng liêng 5 tháng 9 với những chiếc áo vá chằng vá chịch, không được đồng phục của các em học sinh vùng cao. Đấy là lễ khai giảng tại điểm trường thôn 5 Tô Nấc, Quảng Nam, nơi chưa hề có điện và nước sạch. 54 học sinh đồng bào Sơ Đăng không quản ngại thiếu thốn, vẫn hân hoan chào năm học mới cùng thầy cô, dù cái ăn còn chưa no bụng. Không cờ hoa cầu kỳ hay áo quần mới tinh tươm, thầy trò Tô Nấc đón niềm vui của việc học hành bằng tinh thần phấn chấn. Cứ có học là có tương lai. Hình ảnh ghi lại buổi khai giảng tại một điểm trường tại Nam Trà My. Nhìn trên ảnh có thể thấy áo đồng phục trắng các cháu lớn may mắn được mặc, còn các cháu nhỏ nhỏ thì cứ ở nhà mặc gì, nay đi khai giảng mặc như thế. 100% mặt mũi chân tay vẫn lấm lem bụng đất. Thi thoảng có bé được vẫy một chiếc cờ tổ quốc nhỏ xinh. 23 em được ngồi trên ghế, còn 7 bạn nhỏ còn lại ngồi tạm dưới đất. Tuy thiếu thốn đủ thứ, nhưng cờ tổ quốc to và ảnh Bác Hồ là thứ luôn có. Chỉ cần như vậy là thành buổi khai giảng năm học mới đầy trang nghiêm. Đây không chỉ là điểm trường duy nhất khó khăn như này. Mình tin rằng trên khắp dải đất hình chữ S, có rất nhiều nơi đón năm học mới với cái nghèo, sự thiếu thốn bổ vây. Trong số các em bé có mặt, chắc chắn có đứa sáng nay đến trường chứ có gì bỏ vào chiếc bụng đói. Nhưng lại nhắc lại câu nói muôn thuở rằng luôn tin là cứ được đi học là có tương lai. Vậy nên con đường phía trước sẽ càng ngày càng tươi sáng. Còn các bạn nghĩ sao sau khi xem những hình ảnh này? Hãy để lại một bình luận cho tin hot 3 phút được biết nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.